Ăn trước đi. Anh muốn nói với em là em yêu dấu không biết đôi ta đã xa nhau được bao lâu rồi. Em nhớ ngày chia ly nước mắt em mi và anh nghĩ vài tháng sẽ em sẽ chẳng là gì, nhưng khi em ra đi một mà anh lon đi, anh mới biết là em thật sự quan trọng với đời anh như vậy. Anh chỉ biết riêng mình em, nhưng ngoài em ra anh chẳng cần gì. Sao hình bóng của em lúc nào cũng hiện về trong tâm trí, quên em đi tự nhủ mình như vậy, nhưng sao có thể trong khi baby em thật sự rất xinh đẹp khiến cho bao cả nhà anh phát thèm. Muốn đặt bút xuống viết ra những dòng cảm xúc rằng anh đang buồn vì nhớ em. Hai hàng lời không ngừng tuôn chờ nói ra điều này, có lẽ đã muộn nhưng anh không nghĩ vì nó mà ta sẽ buông tay. Không làm như vậy, nếu có ngại thì người nói ra câu chia tay chính là em đây, và anh sẽ mãi yêu em. Không thể đổi thay, không thể đổi thay, không thể đổi thay, không thể đổi thay.